toàn cỏ giọt giả. Trong là nhiều lắm ạ. Không phải, cháu để ở trong cái bụi này không thấy được. Trong bụi tre này này, nhiều lắm. Bác ở đây cháu đi xuống đi đấy nhỉ. Sắp được rồi bác. Nó lấp nhiều lá quá, khó đánh quá bác. Nó khó thì cứ chừ mới được chứ. Vâng. Nay treo thấy lồng này khó xem quá mà gió nữa. Đấy, chim đang ra giọng đấy. Đấy, lại chuyển cành rồi. Mọi người cùng đam mê xem thông cảm nhé. Vì cái chỗ treo này nó không có thế thoáng, đâm bắt buộc phải treo trong bụi này rồi. Chim đến đây rồi. Này này, có bác cùng đam mê khách quen của mình đi cùng hai bác cháu. Đang điểm tâm trưa. Đây, chuẩn bị nhảy rồi bác ơi. Xong rồi bác ạ. Được rồi. Xong rồi mọi người nhá. Thắng lợi rồi. Xong rồi. Đây, thành quả của hai bác cháu đây. Đang giờ giải lao. Đang giờ cơm trưa ơi. Quẩy. Mời mấy anh em. Nước trà không. Bác đang mời mấy anh em cùng đam mê đấy. Xin chào anh em và hẹn anh em video tiếp theo nha. Cái con này thì nó sở dĩ là mình không đấu quay từ lúc đầu bởi vì nó lấp quá, xem nó hối chịu. Nhưng cái thời điểm nước rút thì mình mới quay thôi. Đây. Mồi vẫn đang hot bác ạ. Hai cho bác cháu mình đi đây. Xuống gỡ thôi. Và cứ được nghỉ là bác ấy lại xuống. Một tuần là được nghỉ lại xuống đi giao lưu với mình nhá. Đang giờ nghỉ hưu rồi. Bác nghỉ hưu mấy năm rồi nhỉ? Cái này bảo chưa nhỉ? Chưa hả? Chưa. Đây, sản phẩm của hai bác cháu đây. Hôm nay màu quá cao luôn mọi người nhá. Chim đây. Đây, bác đây. Đấy, tiếp tục đi chiến đấu. Sản phẩm của hai bác cháu. Tiếp tục buổi 9 giờ sáng đến bây giờ mới được một em. Vâng. Bẫy đấu. Bác đi ra đằng kia, đi tiếp đằng kia. Thời tiết rất là gió. Rồi.